Toyota Vios là một dòng xe thần thánh được mệnh danh rất nhiều anh chị và các bạn đang quan tâm, yêu thích về kiểu dáng cũng như là cái khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu rất đáng để anh chị và các bạn cân nhắc từ phục vụ gia đình đến kinh doanh dịch vụ. Chiếc Toyota Vios phiên bản E em đang giới thiệu đây thì là phiên bản CVT số tự động. Với bản E thì nó sẽ còn một phiên bản nữa là phiên bản số sàn bản này thì à, sản xuất năm 2021, full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng. Một chủ từ mới biển thành phố và lăn bánh với quãng đường là 36.000 km. Sẽ có ngoại thất là màu xám, nội thất kế da màu kem với những chi tiết hệ thống đầu xe với nổi bật hệ thống đèn bi chiếu sáng kết hợp với đèn halogen, đèn gầm dạng halogen. Với hệ thống mâm của chiếc xe trang bị mâm đa chấu hợp kim với những chi tiết thiết kế trông nó cuốn hút hơn cùng với những cái phần như hệ thống mâm nốt của chiếc xe tất cả các chi tiết vẫn giữ được độ đẹp ba chủ thì đã nâng cấp cho chiếc xe hệ thống cam 360 màn hình giải trí lên màn hình Android rồi những cái tiện nghi về sơn si những phần gầm bệ của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe không bị đâm va không bị ngập nước máy móc hộp số còn nguyên zin nguyên bản xe vẫn còn chế độ bảo hành cũng như là cam kết đầy đủ trên văn bản nên anh chị và các bạn có thể yên tâm chọn xe tại cửa hàng Việt Nguyên Auto. Địa chỉ đơn vị là số 116 Lê Văn Đương Anh chị và các bạn có thể là mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba để mình có thể kiểm tra để check test đảm bảo an tâm. Và những đường nét sơ qua tổng quát về chiếc xe thì em sẽ quay đầy đủ rõ ràng để anh chị và các bạn có thể dễ dàng cân nhắc. Những chi tiết về hệ thống cánh cửa, sơn xi si, rồi là phần nội thất bên trong với không gian uh, bên trong thì nó sẽ có một cái không gian hàng ghế thứ hai cho ba người ngồi các à, tiện ích như là hệ thống uh, cánh cửa có táp ly bọc da và những chi tiết ốp nhựa Đấy, những điểm của chiếc xe trông rất là nổi bật các chủ thì cũng đã cẩn thận trang bị cho chiếc xe cái bậc lên xuống ốp uh, bảo vệ rồi đây là những cái chi tiết không gian bên trong những đường gân góc cạnh của chiếc xe nó vẫn giữ được độ hoàn hảo với dòng Vios uh, này thì nó cũng gần như là cũng chả có nhiều option ở phiên bản này thì nó sẽ thay đổi hơn các phiên bản tiền nhiệm trước đây thì về kiểu dáng cũng như là nó trang bị nhiều túi khí hơn cũng như là có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống chống chân trượt cân bằng điện tử và một số tiện nghi khác nữa đây là những cái phần như là hệ thống cánh cửa keo chỉ rồi những phần con ốc với các phí điều chỉnh chức năng lên xuống kính chỉnh gương, gập gương. Tất cả các phí bấm được thiết kế cho anh chị và các bạn là có thể dễ dàng thao tác đảm bảo vừa lái xe mình có thể điều chỉnh an toàn. Những phần như con ốc bản lề hay là những cái chi tiết hèm cửa nó vẫn giữ được độ nguyên bản cao. Bên trong với những phần như chi tiết như hệ thống vô lăng tích hợp các phí điều chỉnh chức năng lên tăng chỉnh âm lượng ở lớp chuyển bài và bên dưới đây là cái thẻ nhắc bảo dưỡng của chiếc xe anh chị ạ lịch sử đầy đủ rõ ràng để anh chị và các bạn có thể mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mình check đảm bảo an tâm màn hình được nâng cấp lên màn hình Android cũng như là hệ thống cam 360 anh chị và các bạn mua sẽ tiết kiệm một khoản chi phí đấy ạ đây là những cái phần như là hệ thống điều hòa rồi là các phí điều chỉnh chức năng loa bát của chiếc xe cũng được nâng cấp thêm để cái chất lượng âm thanh của chiếc xe nó cũng tốt hơn Đấy, ba chủ thì cũng rất nhiều những cái tính năng hữu ích cho quá trình sử dụng những phần chi tiết ốc bản lề hay là những phần cột kèo tem mát của chiếc xe nó vẫn còn đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể check kiểm tra thông tin thì em luôn công khai rõ ràng minh bạch trong quá trình em quay mà anh chị và các bạn cần em có thể là quay chi tiết cận cảnh hơn ở những cái phần nào trên đây thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi đầy đủ thông tin rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể tham khảo ở phần nắp capo thì ta sẽ nhìn qua sát qua những đường gân, hệ thống keo chỉ và những phần đinh tán dập nổi, dập tròn của nhà sản xuất để mình có thể đánh giá được là phần lắp capo này có bị đâm vai hay không. Bên trong đây là những phần con ốc bản lề. Những cái chi tiết ốc bắt đèn, chi tiết này nó vẫn còn giữ được độ đẹp. Tất cả các chi tiết đều giữ được độ nguyên bản cao. Và cái phần khoang máy của chiếc xe từ những phần ốc mặt máy này, ốc chân máy, keo mặt máy vẫn còn nguyên bản. Xe sử dụng khối động cơ máy 1.5 cho cái khả năng vận hành của chiếc xe cũng khá là mượt, di chuyển trong phố tiết kiệm nhiên liệu, đường trường vẫn mang lại cái trải nghiệm tốt nhất cho anh chị và các bạn. Và với chiếc xe Toyota Vios phiên bản E 1.5 số tự động sản xuất 2021 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là dưới 450 triệu, giá thì em còn giảm và thương lượng.